Hello các bạn. Các bạn hỏi là ở bên Úc có phóng sanh giống như ở Việt Nam hay không? Từ ngày hôm qua tới nay thì mình không không thấy để ý nữa. Mình không có đi chùa nhiều. Mình cũng là tôn giáo của mình là cũng là Phật giáo nhưng mà mình không có không không có hay đi phóng sanh, mà mình cũng không, tại vì mình không có đi chùa rồi bên này nhiều á, nhưng mình đi thỉnh thoảng những cái ngày ngày mà những ngày Tết như đồ, hay là những ngày nào đó đẹp trời quá cái mình đi lang thang đâu đó cái mình thấy chùa cảnh đẹp rồi đó cái mình ghé tạt vô mình đi ngắm cảnh. Chứ còn mình những cái lễ đồ ở bên này thì mình không có đi, tại cũng không có thời gian các bạn, thì mình cũng không có thấy, cũng không thấy mọi người bên này người ta đăng lên cái cảnh phóng sanh. Nhưng mà mình thấy nếu mà phóng sanh thì chắc cũng không phải giống Việt Nam đâu, có thể nó khác. Bởi vì có luật lệ bên này có nhiều thứ nó ràng buộc bắt làm cho người ta họ ý thức ra, thứ nhất là về luật pháp. Thứ hai nữa là cái điều kiện nó không có tạo cho mọi người có cái điều kiện phóng sanh giống như ở Việt Nam. Như là mua cá, mua chim, thả chó, thả mèo rồi không không có, thả rắn thả đồ không có đâu. Tại vì những cái thứ bên này nè các bạn, như mình thấy ha, cá sống ở Việt Nam mua cá, cá lóc, cá trê, cá gì đó tùm lum, cá lội, cá chép, cái rồi cá cá đồng mà các bạn, người ta mua cá sống, tại vì ở Việt Nam mình có bán những loại đó. Ở ví dụ như các bạn mình thấy ở những cái chợ lớn, ở chợ nông sản rồi đó, thì chợ 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 mà có cá hải sản nông nước ngọt đó thì có thể cá bán. Và ở quê mình thì biển không không có cái cá đó đâu, thì người ta mua tại nó sống dai, cá rô, cá lóc, cá trê rồi đó. Ở bên này thì giống nó không có. Ở bên này người ta mua bán cá sốt cá đồ đá đấy, cá chết không mà không có cá sống. Cá sống thì cá cảnh các bạn, cá cảnh. Nhưng mà mình nghĩ cá cảnh thì người ta phóng sanh bằng bằng cách nào? Không lẽ giờ người ta mua cá cảnh ở trong hồ, trong cái hồ nước mà người ta đi ra sông người ta thả con cá nó chết liền á. Còn như là chim chóc thì đặc biệt là bên này không có đâu đó. Chim chóc nếu mà bạn đụng vô con chim mà bạn bắt con chim vô lồng hay là bạn bắt con chim giống như ở Việt Nam á, là kêu là ngược đãi động vật, người ta phạt đó. Ở những cái vùng giống như là người Việt mình đông, nhiều khi người ta cũng bỏ lơ, người ta không nói đúng không, hay là cái có người châu Âu rồi người ta cũng ít nói, chứ mà người người Anh hay người Úc mà sống lâu á, người ta họ họ kinh. Tại vì hồi ở trên hãng của mình có người làm chung á, ra cũng thấy con két nó đẹp á các bạn, két nó về nó ăn trái táo á, trái bơm á, khi bắt đầu cái lấy cái lồng lên, lồng rập lên là rập dính la quát 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 quát, cái hãng bên cạnh nó qua nó biểu mày thả gấp, thả không tao gọi gọi lên là nó xuống là nó phạt, nó kêu ngược đãi động vật, nó mất hồn thả liền. Bên này nó ngược đãi động vật cho nên các bạn thấy chim chóc, chim sáo, chim sẻ, chim quạ rồi nó bay rồi nó kêu quý re rí rót cả ngày vậy đó, tự nhiên lắm. Còn chó mèo thì không như Việt Nam, bên này người ta cũng quý con chó còn hơn con người các bạn. Con chó nó phải có cái giấy giấy xanh, giấy nguồn gốc rồi xanh, nó thuộc giống chó nào nguồn gốc xanh rồi nó giống kêu đặt kêu là có giấy khai xanh. Thậm chí là nó vui nữa. Thời gian trước đây mười mấy năm về trước hay chục năm về trước ở Việt Nam cũng có người ở vùng sâu vùng xa, người ta sanh ra không có giấy chứng minh nhân dân luôn đó. Không có giấy khai sanh nữa, đâu có đi làm đâu, nhiều khi cha mẹ khổ cực quá rồi không có đi học đi đồ, nhiều khi thờ ơ mấy chuyện đó. Bây giờ thì có thể có hết rồi, sanh bệnh viện bên đồ, còn hồi xưa khi sanh ở nhà rồi đó người ta đâu có đi làm giấy khai sanh đâu, người ta thậm chí không có giấy khai sanh luôn. Bởi vậy con chó bên này nó có giấy khai sanh, thấy thấy ớn ăn không. Cái loại đó không không được rồi đó, như chim chóc rồi rắn rít rồi động vật là không có giống như Việt Nam. Ở Việt Nam các bạn đi ra ngoài những chợ đó có thấy cá thấy đồ họ mua gì họ thả. Nhưng mà chính vì đó mình thấy ở Việt Nam bây giờ nó hơi 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 bị lạm dụng. Cái hồi xưa kia đi phóng sanh thì mình thấy cũng đâu có ai phóng sanh nhiều cỡ đó đâu các bạn. Bây giờ nó trở thành một cái dịch vụ rồi, lạm dụng vô cái người đi mua phóng sanh quá. Có thể là do cái đời sống bây giờ nó cao rồi, vì có nhiều người có tiền nhiều nên người ta đi đi làm ở đó để người ta giống như là mua cái đó để làm cho mình là một người, để muốn làm cái người tốt hơn hay sao.
mà tốt hơn làm vậy thì mình thấy nó cũng không có hiệu quả. Bởi vì á, vừa rồi mình có coi mấy cái clip là ở trên thả cá xuống, ở dưới lấy cái vợt, vợt chích điện á các bạn, chích điện trong chích con cá vậy đạch 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 chết. Có cá lớn có cá nhỏ có, mà vô 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 số người ở trên này đổ xuống cả tạ luôn chứ ít ra. Người ta lấy cái chiếc xuồng người ta vớt không kịp luôn mà. Có người ta thấy cũng sốt ruột, người ta thấy cũng hơi nó hơi tàn nhẫn với động vật, nhưng mà ở trên cứ nói thôi kệ nó, không làm gì được đúng không, không làm gì được, cứ kệ nó vớt rồi vớt, mình đổ rồi mình cứ đổ. Không hiểu sao mấy người đi phóng sanh, tại sao mình thấy người ta vớt rồi sao mình không bưng nó đi chỗ khác mình đổ, hoặc là mình đi phóng sanh mình lựa, mình muốn cho con cá nó sống á, mình đọc kinh đọc chú gì đó xong rồi tối hay gì đó mình ra sông mình đổ, mình thuê người hay thuê xuồng cho nó ra giữa sông giữa đồ đó mình đổ cho nó sống, cứ đứng ngay gần cái bờ bờ kênh bờ bờ thành đó mình đổ thì vô tình là cái người mà người ta mưu sinh đó, người ta khổ, người ta tới người ta vớt. Nhưng mà đổ con cá các bạn, ở đổ từ trong ao người ta đã mua ra rồi, bắt đầu mình đổ ra cái sông, cái sông đó chưa chắc thì cái môi trường nó tốt tốt như trong ao người ta nuôi, người ta có thể đánh đánh thuốc đánh đồ khử khuẩn khử đồ, còn ra cái sông nó ô nhiễm, nó tùm lum rác thải rác đồ, chưa chắc con cá nó sống nữa. Rồi mình thấy nó nặng nhất là cái ở trên bực mình, bắt đầu xách đá xách đồ sáng sáng xuống, nữa ở dưới bay lên xách gậy đập, hai người nhận nước với nhau luôn, ở trên vô đá rồi sáng tùm lum hết. Mình nói lỡ mà đi phóng sanh mấy con cá mà xong rồi bữa đó mà lỡ cái ông mà ông vớt cá đó ông bị chết đi, đánh ông hay là xách đá sáng trúng đầu ông hình gì mà ông nhận nước á, là ông chết đi, là lúc đó thành xác sanh nữa, cứu con cá mà giết con người các bạn. Mình thấy bây giờ Nam bây giờ lạm dụng quá mấy cái đó nên 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 giảm đi. Bởi vì mình thấy có nhiều ông trưởng lão, nhiều cái lời dạy rồi đó, người ta nói là phóng sanh á thì nó khởi tâm mình, nó tức thì ngay chỗ lúc đó thôi. Ví dụ như mình đang đi trên đường thì mình thấy cái mình khởi cái tâm của mình ra, cái mình giúp giúp liền, giúp xong rồi giải quyết cái vấn đề ngay tại chỗ. Ví dụ như mà mình thấy cái gì đó cái mình vô mình chấp nhận, mình bỏ tiền bỏ đồ ra, mình làm công làm đồ mình đỡ, mình cứu cái đó tức thời thôi. Còn còn cái chuyện mà mình cố tình mình làm phóng sanh là mình giống như mình đi mua rồi mình quyết định là bữa nay tôi phải đi tới chỗ đó tôi làm phóng sanh, tức là mình có cái chủ đích chứ không phải là mình cái nó khởi từ cái tức thời lúc đó. Giống như là mình có chủ đích là mình muốn làm một cái người để cho người ta biết là mình phóng sanh vậy đó. Mình thấy nó không có đúng. Các bạn coi phim Tây Du Ký hồi xưa đó, Tam Tạng đi gánh củi về vô tình thấy người ta câu cá cái khởi cái tâm lên, thì ông tới ông xin ông đổi rồi ông thả con cá tức thời đó, chứ đâu phải ông lẽ lúc nào cũng đi đi phóng sanh gì hết nè. Nhiều khi đi trên đường trên đồ cũng thấy ơi trời, người ta bán ngựa bán trâu dắt đi đùm tùm lum làm sao nổi. Vậy bây giờ mình thấy nó trở thành một cái phong trào, mà phong trào đó thì thấy nó cũng cần nên hạn chế đi các bạn. Ví dụ muốn phóng sanh cái gì để mua một con hai con người ta thôi, bây giờ mua một cả bao luôn. Mình thấy mua cả bao rồi cứ ra ao ra hồ đổ tùm lum hết trơn. Ví dụ nuôi con cá đã đổ ra hoài rồi cũng cũng bắt con cá đã ăn cũng giống vậy thôi, chứ con cá nó đâu có sống đâu, nó phải ở cái môi trường tự nhiên, nó sống ngay cái chỗ nào đó của nó đó. Giống như cô phim ta Tây Du Ký đó, ông già ông câu con cá lên thì môi trường ngay chỗ đó, Tam Tạng tới xin đổi bó củi để lấy con cá phóng sanh ngay tại chỗ thì con cá nó có cơ hội nó sống nữa. Còn con cá mà đi mua nó đang ở trong cái một cái hồ cái ao nào đó rồi đem ra về cái sông, mà ở Việt Nam mấy cái sông cái rạch cái kênh nào đó thì chưa chắc nó tốt, rồi cuối cùng con cá nó chết sớm hơn. Mình thấy nó không có thiết thực lắm đó. Mình nói vậy đó, ở bên này không thấy, bên này có thể là do luật lệ và cái đời sống bên này nó ngược đãi động vật, không có được bắt chim bắt cá bắt cái gì đó. Cá bắt cá thì người ta cũng phải có license, có giấy phép bắt cá, cá loại nào size nào lớn nhỏ bao nhiêu con, nó có cái quy tắc của nó, nên nó không có lạm dụng được. Ở bên này chắc không có phóng sanh, thì có thể người ta nuôi một con chim đó thôi, mà thả con để nuôi con chim, mà bây giờ thả con chim nó biết ăn đi đâu, nó quanh quẩn trong nhà mà
ra ngoài mấy chim khác nó đi cắn nó cũng chết, nó cũng khổ nữa. Cho nên chắc mình không nghĩ không có phóng sanh. Bên này không có. Có không thì không biết nữa. Được, hôm nào mình gặp cô chú anh chị bên này mình hỏi thử người ta phóng sanh bằng cách nào. Tôi cỡ cho mấy chứ còn mà bắt cá, thả chim, chó, mèo không có. Bên này ngược đãi động vật người ta phạt chết đó. Đó là mình chia sẻ cho các bạn cái kiểu ở bên này. Cho nên chính vì đó là mình những cái những cái hậu quả xấu ở sâu đó nó không có nảy sinh như các bạn. Còn không biết là Việt kiều bên này có tiền nhiều, người ta về Việt Nam rồi cũng đi chùa đi rồi cũng mua phóng sanh thì có thể có. Cái đó mình nghĩ mình cũng đoán đoán có thể có. Tại vì có nhiều người giàu bây giờ có tiền á, về hay đi chùa đi cúng chùa xong rồi có những cái lễ nghĩa gì đó rồi muốn làm cái chuyện gì tốt rồi hay làm cái phóng sanh. Bên này không có. Những cái ràng buộc đó nó không có. Chắc vậy. Ok, bye cả nhà.